Xin chào quý vị, cảm ơn quý vị đã trở lại với Cadence Channel. Và đề tài của ngày hôm nay là 10 thành phố nghèo nhất nước Mỹ vào năm 2022. Hoa Kỳ là một quốc gia khá đa dạng và rất nhiều tầng lớp khác nhau, từ những người giàu nhất nước Mỹ như là Elon Musk, Jeff Bezos và Bill Gates cho đến những người vô gia cư. Đại đa số dân Mỹ là ở tầng lớp trung lưu và đây cũng là nhóm người mà đóng thuế nhiều nhất nước Mỹ. Vậy thì những người nghèo nhất nước Mỹ họ đang ở đâu? Nếu quý vị đến những cái thành phố lớn như là Los Angeles hay là Seattle thì quý vị sẽ thấy rất nhiều người vô gia cư. Nhưng chủ đề vô gia cư là cho một video khác. Ở đây chúng tôi chỉ nói về những người đang đi làm nhưng lại có thu nhập rất thấp. Vậy thì những thành phố nghèo nhất nước Mỹ sẽ là nơi mọi người không có việc làm và nơi những người có việc làm kiếm được mức lương thấp nhất. Và đứng số 10 là thành phố Allentown thuộc từ bang Pennsylvania. Dân số của thành phố này là 127.000 người và là thành phố lớn thứ ba của tiểu bang Pennsylvania. Mức lương trung bình của một gia đình là 56.800 đô. Một gia đình ở Mỹ thường bao gồm một người cha, một người mẹ và con của họ. Và mức nghèo ở đây là 25.59%. Tức là nếu mà có 100 người thì 25 người trong số họ là người nghèo. Và thường những thành phố nghèo cũng là những thành phố nguy hiểm nhất. Rất nhiều băng đảng ăn trộm ăn cắp ở đây. Ngoại trừ tiền nhà ra thì mọi chi phí ở đây đều là ở mức trung bình so với cả nước Mỹ. Nếu quý vị đi mướn một cái apartment một phòng thì khoảng 1.000 đô một tháng. Và giá nhà trung vị ở đây khoảng 135.000 đô. Đại đa số những người đang sinh sống ở đây là Mỹ Trắng chiếm khoảng 57%, Mỹ Đen chiếm khoảng 13% và người Á Châu chỉ chiếm 3% thôi. Còn lại là gốc Tây Ban Nha và những dân tộc khác. Những người độc thân ở thành phố này chỉ kiếm khoảng chừng 31.000 đô một năm mà thôi. Và thành phố đứng vị trí số 9 là thành phố Toledo, thuộc tiểu bang Ohio. Ở trong danh sách thấp 10 của chúng tôi thì quý vị sẽ thấy vài thành phố của tiểu bang Ohio. Tiểu bang Ohio là một tiểu bang đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những thay đổi kinh tế trong vài thập kỷ qua. Điều này dẫn đến khó khăn tài chính cho toàn tiểu bang. Thành phố Toledo nằm trên hồ Erie, phía nam của tiểu bang Michigan. Tổng dân số của thành phố Toledo là khoảng 275.000 người và thu nhập trung bình của một người là 39.000 đô một năm. Với tỷ lệ thất nghiệp dao động từ 8 cho đến 9%, vì quá ít những công việc trả lương cao, cho nên khoảng 25% của những người đang sinh sống tại thành phố Toledo phải sống trong nghèo đói. Và cũng như rất nhiều thành phố nghèo ở nước Mỹ, thì thành phố Toledo cũng là một nơi đầy băng đảng và tệ nạn xã hội. So với nhiều thành phố ở trên nước Mỹ thì thành phố Toledo có khá nhiều căn nhà rẻ, khoảng chừng 100 ngàn đô là quý vị có thể mua được một căn nhà ở thành phố Toledo. Nếu không mua nhà thì tiền mướn nhà hàng tháng là 1 ngàn mốt. Và thành phố thứ 8 là thành phố Jackson thuộc tiểu bang Mississippi. Tiểu bang Mississippi là tiểu bang nghèo nhất nước Mỹ và thủ phủ của tiểu bang Mississippi là thành phố Jackson cũng là một trong những thành phố nghèo nhất của tiểu bang Mississippi. Tổng dân số của thành phố Jackson, Mississippi là khoảng 153.700 người và cũng là thành phố lớn nhất của tiểu bang Mississippi. Lương trung bình cho một người ở thành phố này là 22.800 đô một năm và điều đặc biệt của thành phố này là người rất giàu họ vẫn sống ở thành phố. Thay vì di chuyển đến những nơi khác, đại đa số những người sinh sống ở thành phố Jackson thuộc tiểu bang Mississippi là người da đen. Nếu quý vị có 100.000 đô thì quý vị có thể mua được nhiều căn nhà dưới 100.000 USD. Nếu đi mướn nhà thì khoảng chừng 1.300 đô là quý vị có thể mướn được một căn apartment một phòng. Và cũng như những thành phố nghèo khác thì nạn cướp bóc và các băng đảng ở đây rất nhiều. Bởi vì thế mà có rất ít người Á Châu đang sinh sống tại nơi đây. Và thành phố đứng số 7 là thành phố Syracuse thuộc từ bang New York. Dân số của thành phố Syracuse thuộc từ bang New York là khoảng 142.500 người. Nạn nghèo ở thành phố này rất cao, một phần ba của dân số của thành phố này đang sống trong sự nghèo đói. Lương trung bình của một người làm ở tại đây là 38.900 đô. Trước kia chúng tôi đã làm một cái băng về top 10 và thành phố này cũng nằm ở trong top 10 đó. Năm nay thì thành phố này đã lên hạng 7. Giá trung bình cho một căn nhà ở thành phố Syracuse là khoảng 128.000 USD, cao hơn mấy thành phố trước. Còn nếu quý vị mướn apartments thì tiền mướn nhà hàng tháng là khoảng 1.200 USD. Cũng như những thành phố trước trong top 10 thì đây cũng là một trong những thành phố nguy hiểm nhất của tiểu bang New York vì quá nhiều nạn trộm cắp và băng đảng. Và thành phố đứng số 6 là thành phố Rochester thuộc tiểu bang New York. Nhiều người khi nhắc đến New York thì toàn nghĩ đến New York City và chắc không ngờ rằng New York có nhiều thành phố nghèo như vậy. Rochester thật ra là một trong những cái thành phố hồi xưa rất giàu ở thập niên 70 và thập niên 80. Nhưng sau khi thành phố này bắt đầu tăng thuế thì nhiều công ty lớn đã rời bỏ thành phố để đến những thành phố khác. Và khi những công ty lớn này rời bỏ thì thành phố này bắt đầu suy sụp. Vào thập niên 70 và thập niên 80 thì quý vị chỉ cần bằng GED hoặc là bằng trung học thì quý vị có thể kiếm được một công việc tốt và kiếm được rất nhiều tiền tại thành phố Rochester. Nhưng hiện giờ trong năm 2022 thì khả năng tốt nghiệp trung học của thành phố này rất thấp và dù có tốt nghiệp thì cũng chưa chắc kiếm được việc làm mà trả lương cao. Dân số của thành phố Rochester thuộc tiểu bang New York là khoảng 206.000 người. Lương trung bình cho một đầu người ở đây là khoảng 37.000 đô. Và nạn thất nghiệp ở đây dao động từ 8 cho đến 9%. Một phần ba dân số của thành phố này đang sống trong nghèo khó. Và thành phố kế tiếp là thành phố đứng vị trí số 5 là thành phố New York thuộc tiểu bang New Jersey. Tổng dân số ở thành phố New York là khoảng 311.000 người. Tuy rằng thành phố New York Đứng top 5 những thành phố nghèo nhất nước Mỹ, nhưng nhà cửa ở đây thì lại quá đắt. Giá trung bình cho một căn nhà ở đây là 355.000 USD. So với Cali và Washington thì đây là nhà rẻ, nhưng so với các tiểu bang nghèo thì giá này quá cao. Giá thuê appointments hàng tháng cũng rất cao, khoảng chừng 2.000 đô một tháng mà chỉ được một hay hai phòng mà thôi. Mức lương trung bình cho một người ở đây là 21.000 USD một năm và khoảng 35.000 USD cho một gia đình bao gồm hai vợ chồng và một hai đứa con. Đại đa số những người sống ở thành phố này là Mỹ đen, sau đó là gốc Tây Ban Nha, chiếm 47.7% và 36.7%, Mỹ trắng chỉ có 10.9% mà thôi. Còn người Á châu ở mình ở đây thì rất ít, chỉ có 1.7% mà thôi. Thường thì người Á châu không thích ở những nơi nào mà lương ít mà tiền mua nhà hay thuê nhà thì quá cao, nhất là người Việt Nam và đứng hạng 4 trong danh sách top 10 những thành phố nghèo nhất nước Mỹ là thành phố Dayton thuộc tiểu bang Ohio. Dân số của thành phố Dayton là 137.000 người. Một cái lợi thế của thành phố này là không bao giờ kẹt xe vì rất ít xe cộ. Thành phố này cũng không có phương tiện giao thông công cộng và mọi người phải đi bằng xe hơi hoặc là xe đạp. Đại đa số của những người dân sinh sống ở đây không có bằng đại học. Nhưng thành phố này được một cái là nhà cửa rất rẻ. Chỉ cần 81.000 USD là quý vị có thể mua được một căn nhà ở tầng lớp trung bình. Còn nếu quý vị không có tiền để mua một căn nhà thì quý vị có thể mướn apartments với giá là 1.001 một, một tháng từ 1 đến 2 phòng. 1 phần 3 của dân số Dayton hiện giờ đang sống trong tình trạng nghèo đói. Lương trung bình cho một gia đình ở đây chỉ 30.000 USD một năm mà thôi. Dù quý vị có bằng cấp ở thành phố này thì cũng rất khó kiếm được việc làm phù hợp với bằng cấp. Và cũng như những thành phố nghèo khác ở trong top 10 thì thành phố này rất nguy hiểm, đầy băng đảng và trộm cắp. Và thành phố kế tiếp là thành phố Hartford thuộc tiểu bang Connecticut. Đây là thành phố nghèo thứ ba trong top 10 những thành phố nghèo nhất nước Mỹ. Và thành phố này cũng là một trong những thành phố có nạn thất nghiệp cao nhất nước Mỹ với tỷ lệ thất nghiệp là 11.4%. Hiện giờ thì những người dân ở thành phố này đang rời bỏ đi vì sự nguy hiểm và trộm cướp quá cao. Ngoài ra, tiền nhà ở đây cũng rất cao so với các thành phố nghèo khác. Người dân ở thành phố này đều nhờ các hãng xưởng để có việc làm và sau khi các hãng xưởng rời đi thì tất cả những công việc cũng đều biến mất. Dân số của thành phố Hartford là 121.000 người. Lương hàng năm cho một người ở đây là 22.000 USD và khoảng 88.000 USD cho một gia đình. Đại đa số những người sinh sống ở đây đều là gốc Hispanic, sau đó là Mỹ đen. Người Á châu chỉ chiếm 2.5% mà thôi trong đó thì chấm 2% là người Việt Nam. Giá trung bình cho một căn nhà ở đây là 236.000 USD. Còn nếu quý vị thuê apartment thì khoảng 1.500 USD một tháng cho từ 1 đến 2 phòng. Và thành phố kế tiếp là thành phố Cleveland thuộc tiểu bang Ohio và đứng hạng nhì trong top 10 những thành phố nghèo nhất nước Mỹ. Nhắc đến Cleveland thì ai cũng biết đây là một trong những thành phố nghèo nhất nước Mỹ rồi vì năm nào nó cũng đứng ở trong top 10 những thành phố nghèo nhất nước Mỹ hơn 32% của những người đang sinh sống ở đây đang sinh sống ở trong những cảnh nghèo khó. Dân số của thành phố Cleveland là khoảng 372.000 người. Lương cho một đầu người ở đây là khoảng 22.000 USD. Tuy rằng hơn 1 phần 3 của dân số tại đây đều nghèo khổ, nhưng cũng có rất nhiều người giàu đang sinh sống tại thành phố Cleveland. Thành phố này được một cái là nhà cũng khá rẻ, chỉ khoảng chừng 100.000 USD là quý vị có thể mua được một căn nhà, có thể sống được. Nếu quý vị không có tiền để mua nhà thì quý vị cũng có thể mướn apartments với giá là 1.000 một tháng cho một căn apartments từ 1 đến 2 phòng. Những người ở đây đại đa số là Mỹ đen, chiếm 47%, sau đó là Mỹ trắng, khoảng 34%, Á Châu là 2.4% và khoảng 800 người Việt Nam đang sinh sống tại đây. Và thành phố kế tiếp là thành phố đứng hạng nhất trong top 10 thành phố nghèo nhất nước Mỹ và đó là thành phố Detroit thuộc tiểu bang Michigan. Hãy nhắc đến Detroit thì người ta đều nghĩ đến những khu vực đầy băng đảng, những căn nhà đổ nát và sự nghèo đói. Trước khi trở thành thành phố nghèo nhất nước Mỹ thì thành phố Detroit từng có rất nhiều hãng xe hơi và các hãng xe hơi này đã nuôi sống thành phố. Nhưng kể từ khi các công ty hãng xe hơi này rút ra khỏi thành phố Detroit thì thành phố càng ngày càng nghèo đi. Và cái điều đặc biệt nhất ở thành phố Detroit là quý vị có thể mua một căn nhà với giá là 1 USD. Nhưng mua rồi quý vị có dám ở hay không là chuyện khác. Hơn 60% dân số của thành phố Detroit đều đã rời khỏi thành phố này. Tổng dân số của thành phố Detroit hiện giờ là 640.000 người. Ngoài những căn nhà một đồng ra thì cũng có rất nhiều căn nhà quý vị có thể sống được nếu quý vị có khoảng 68.000 USD. Còn nếu quý vị không có tiền để mua nhà thì quý vị có thể mướn một căn apartment với giá là 1.300 USD một tháng cho 1 đến 2 phòng. Lương trung bình cho một đầu người ở đây là 19.000 USD một năm. Đại đa số những người đang sinh sống ở đây đều là Mỹ đen, chiếm khoảng 76%, Mỹ trắng khoảng 11% và người châu Á là 1.9%. Và điều đặc biệt ở đây là không thấy có người Việt Nam nào đang sinh sống tại đây Nếu có thì có thể là dưới 100 người Quý vị nào đang sinh sống ở đây mong quý vị comment ở bên dưới Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Kaden's channel từ đầu cho đến cuối Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới và nếu quý vị chưa subscribe kênh thì mong quý vị nhấn nút subscribe để nhận được những thông tin mới nhất khi chúng tôi ra những video mới. Xin chào và hẹn gặp lại.